Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Angela Phương Trinh tuyên bố chia tay với Cao Thái Sơn sau 3 ngày yêu cách đây vài ngày angela phương trinh cho biết sau nhiều lần nói chuyện với cao thái sơn cả hai nhận thấy những điểm chung thú vị và đi tới quyết định cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn trong tương lai cặp đôi chính thức tìm hiểu nhau khiến mọi người vô cùng bất ngờ Tưởng chừng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thì ai ngờ đã đến cái kết. Tưởng chừng như chuyện tình của cặp đôi trai tài gái sắc sẽ có được cái kết đẹp khi mà cả hai còn tuyên bố sinh con trai trước, con gái sau, thậm chí đứng ra bảo vệ nhau trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Ấy vậy mà khuya tối ngày 26 tháng 2, Angela Phương Trinh bất ngờ quay xe, viết một bức tâm thư khá dài để nói hết về chuyện tình cảm với nam ca sĩ angela phương trinh cho biết sau mấy hôm tìm hiểu nhau gần gũi gia đình cao thái sơn đã cho cô nhiều trải nghiệm về cuộc sống và khiến nữ diễn viên nhận ra chuyện tình cảm giữa cô và nam ca sĩ chỉ là tri kỷ thay cho sự kết tóc xe tơ trốn hồng trần vì cả hai có rất nhiều điểm tương đồng với nhau hôm nay có lẽ trinh viết ra dòng tâm trạng này mọi người sẽ hiểu thêm về trinh và những suy tư trăn trở của trinh trong giai đoạn thế giới đang chứng kiến nhiều thay đổi chiến tranh dịch họa và sự chuyển biến tâm thức ở mọi con người sinh ra trong thời bình được sống cống hiến cho xã hội đã là một đặc ân lớn ơn chiến sĩ ơn đồng bào ơn cha mẹ ơn tổ thầy và còn bao cái ơn nặng khác kiếp nào trả hết được sống được yêu thương được quan tâm chăm sóc hay được tự do tìm cho bản thân một sở thích riêng để mưu cầu cái hạnh phúc nhỏ bé cho riêng mình đó cũng là một điều tất yếu trong cuộc sống nhưng mọi việc nằm ở cái duyên cái nợ cái nhân và quả của tiền kiếp bởi chỉ có ta mới hiểu rõ ta muốn gì cần gì và phải làm gì và hôm nay Trinh đang thênh thang bước trên con đường đầy sắc màu của đạo Pháp, của Đức Từ Phụ, Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni. Những việc gì Trinh đã trải qua trong mấy năm qua, ít nhiều cũng cho Trinh học được nhiều thứ, chia sẻ nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn. Trinh cũng là sát phàm, cũng mưu cầu cái hạnh phúc cho mình, cũng muốn được quan tâm và chia sẻ những khi yếu lòng. Nữ diễn viên khẳng định bản thân cũng muốn được quan tâm và yêu thương khi yếu lòng angela phương trinh tâm sự cô nhận một tấm chân tình và một lời cảm ơn chân thành nhất đến với anh cao thái sơn cùng gia đình anh vì đã luôn yêu thương và cho cô được cảm giác yêu thương quan tâm tuy nhiên hiện tại cô sẽ tu tập thật tốt cống hiến nhiều hơn cho xã hội thay vì yêu đương mấy ngày qua hình ảnh của trinh và anh trai đồng nghiệp cao thái sơn có những buổi hẹn hò ấm áp cùng người thân và gia đình của anh đã cho trinh một cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết sau mấy năm trinh chưa từng có một cuộc hẹn riêng cho mình cảm ơn anh và gia đình vì điều đó hạnh phúc là do duyên ăn đời ở kiếp lại là nợ. Và sau mấy hôm tìm hiểu nhau gần gũi gia đình anh đã cho Trinh nhiều trải nghiệm về cuộc sống, về triết lý đơn giản của cuộc sống. À thì ra, hai anh em của Trinh nhận ra mình sẽ là tri kỷ thay cho sự kết tóc xe tơ trốn hồng trần. Bởi giữa Trinh và anh rất nhiều điểm tương đồng về ý nghĩa kiếp nhân sinh này thật đẹp đẹp vô cùng trinh vẫn thần tượng ở anh vẫn quan tâm cuộc sống của nhau như những người bạn ở đời và hơn thế nữa là mối duyên tri kỷ khó tìm một người bạn lành mà trên đường đời trinh được gặp thật ra trinh hiểu được tình cảm mọi người dành cho trinh mong trinh cũng có một mái ấm cho riêng mình bởi trinh cũng còn bao việc phải lo ở đời mà nhưng cái nợ về tình yêu thì rõ ràng trinh chưa tìm thấy hạnh phúc ấy sẽ đến một cách tự nhiên không phải suốt ngày chỉ lo đi tìm mà hãy tự nhiên đến như cách mà Trinh được nhận yêu thương hay chối bỏ, Trinh từng nhận rất nhiều kể từ ngày chập chững vào đời cũng đủ để Trinh nhận ra mình còn được quan tâm yêu thương và trân trọng. Khán giả Trinh ơi, Trinh thương và quý mọi người lắm, hãy thương Trinh như những ngày đầu và nhớ cầu chúc con đường đời đường đạo cho Trinh để tròn nhiệm vụ. Còn riêng Trinh, Trinh hứa sẽ tu tập thật tốt, cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Chỉ mong mọi điều tốt đẹp đến tất cả gia đình quý vị. Nội diễn viên viết bà mẹ nhí cho biết sẽ tiếp tục tu tụ tập hướng thiện còn chuyện yêu đương là duyên nợ dưới bài viết của nữ diễn viên một số khán giả đồng thuận và ủng hộ những chia sẻ của cô nhưng vẫn có một số người cho rằng angela phương trinh đang sống quá vội nên mới có cái kết đắng như thế này còn bạn bạn nghĩ sao về chia sẻ của angela phương trinh hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo